Chào bà con. Chúc bà con buổi trưa vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ nói về chích thuốc cho cây bưởi da xanh. Thấy đơn giản nhưng cũng khó lắm bà con ơi. Không phải ai làm cũng được đâu. Một là đúng thuốc, hai là khoan đúng nữa. Không đúng thuốc, cây không tốt. Khoan không đúng thuốc, chích thuốc, cây không gút thuốc. Chỉ có thợ chích mới làm được nha bà con. Tôi xin nói về hiệu quả chích thuốc cho cây bưởi da xanh. Cây ra nhiều hoa, đậu nhiều trái, tròn bóng đẹp. Lá xanh hấp thu nitơ đạm rất cao, nuôi trái đạt tỷ lệ 1/80%, giảm công xịt thuốc, giảm phân bón, giảm chi phí cho bà con. Như vậy chích thuốc cho cây bưởi da xanh mang rất nhiều lợi ích lắm nha bà con. Ngoài ra chích thuốc làm pH cao ổn định trong thân lá bưởi, giúp hấp thu lượng phân bón rất cao. Chúc bà con thành công.